Hello, hello tất cả quý bà con đã quay trở lại cái video. Hôm nay là một chùm mic đi về phòng nghiên cứu của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ Studio để review quay phim cho quý vị anh chị các bạn ha. Quý vị anh chị các bạn, nói với ai mà trồng mic á mà đều biết về cái sơ đen rồi. Nói chung á là ai mà trồng lâu năm là đều hiểu cái vấn đề về sơ đen. Sơ đen thì nó có cái hình dạng làm trái méo mó, rồi đầu gai nó xịu xẹo, rồi á cái đầu trái nó nhỏ, đầu trái nó nhỏ làm sao anh em, cái đầu trái nó túm lại nó nhỏ xíu xíu á, ví dụ như cái trái này đó, cái trái này đây em quay cho em cầm, em sợ nó rớt nó bể cái máy tính. Cái đầu đây ví dụ dạng vậy đó. Rồi cái gai nó là không có đồng đều, nó xíu xó với nhau, rồi nó mốt mó tùm lum từ lơ hết. Và cái phần sơ thì có màu đen, và muối thì tất nhiên là muối nó bị lép rồi, hạt thì không phát triển, và cái vết đen ở trên cái sơ nó không có cái hình dạng nhất định nào hết. Có hai nguyên nhân mà để chúng ta đúc kết từ bốn nguyên nhân là nguyên nhân nào này. Một, thiếu cân bằng dinh dưỡng. Hai là do thời tiết tấn công. Thời tiết không phải tấn công mà thời tiết mùa mưa là nó hay bị. Rồi ba là sâu rầy tấn công. Là bốn là gì quý vị? Do vi khuẩn tấn công. Rồi là bốn nguyên nhân, chúng ta phân tích nó rộng ra, nhưng chúng ta sẽ tóm gọn lại ở hai nguyên nhân chính. Đó là cái hiện tượng sơ đen ở cái mít này là do thiếu cân bằng dinh dưỡng, và cái thứ hai nữa là cái sự xâm nhập của vi khuẩn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái vấn đề là sự xâm nhập của vi khuẩn. Thứ nhất, nguyên nhân điều kiện thời tiết trời mưa. Cái thứ hai, do côn trùng nó xâm nhập. Đó, côn trùng nó bò chỗ này, nó bò chỗ kia, nó bay tới. Vậy thì cái giai đoạn này á là cái giai đoạn nào là nó bị nhất, và cái con sơ đen nó do con nào nó gây ra? Đây là do cái con vi khuẩn mà Banta Watashi gì rồi đấy, em đọc tiếng Anh nó hơi dở thì các bạn thông cảm nha. Và được phát hiện á, được công bố lần đầu tiên tại Malaysia năm 2017, và cũng theo một số cái nghiên cứu của Mexico thì cái hiện tượng sơ đen này cũng do con cái vi khuẩn này nó gây ra. Đó, cái hiện tượng mít sơ đen là do con vi khuẩn nó tấn công ở trong cái quá trình mà thụ phấn, theo hai con đường. Một là nó xâm nhập vào cái nõn của tế bào, có nghĩa là khi mà trái mít nó sổ nhị đó, các bạn thấy trắng trắng không? Giai đoạn này nó sẽ xâm nhập vào cái nõn trắng đây. Cái thứ hai là nó sẽ xâm nhập vào lúc những cái kẽ hở của hai cái gai, của các cái gai, có nghĩa là kẽ hở của các cái gai nó xâm nhập vào. Vậy chúng ta phòng ngừa sơ đen ở giai đoạn nào? Cái giai đoạn khi vừa sổ nhị nha bà con nha, vừa nhú cái cửa gà ra, nhú cái cửa gà này nó bung ra, nó mở ra thành cái mà cái trái mà đang chuẩn bị thụ phấn như thế này, thì chúng ta phải xịt từ cái giai đoạn nhú cửa gà đến giai đoạn hình thành thụ phấn. Chúng ta xịt phòng ngừa sơ đen, và bà con chú ý này, chúng ta cung cấp luôn cái vào mùa mưa, đặc biệt vào mùa mưa nha bà con, cung cấp giùm em canxi bo. Mùa nắng thiếu cũng được, nhưng mùa mưa là phải cung cấp canxi bo giúp giảm đi cái tỷ lệ sơ đen. Cái lúc này á, canxi bo nó vào hỗ trợ, nó cứng cái thành tế bào, với là con vi khuẩn nó sẽ không xâm nhập được, và nó lấp đi cái kẽ hở của những cái gai. Đó, nó lấp đi cái kẽ hở của những cái gai của cái mít chúng ta. Và chúng ta, đấy là chúng ta bổ sung canxi bo, là bổ sung một cái hàm lượng vi lượng để phun cho cây chúng ta trên toàn cây, trong trái luôn, định kỳ 7 đến 10 ngày, thời kỳ trước khi mà cây nó có thể là trước khi sổ nhị, và trong cái giai đoạn mà hình thành trái non nha bà con nha. Rồi, để xuống nặng quá, từ từ cầm cái đảo anh đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiện tượng tiếp theo, là ý là chúng ta nói thêm cái việc là chúng ta hạn chế tưới nước. Như cái trái này là sơ đen này, trái này là sơ đen nhưng cắt không chưa ra này. Thứ nhất cuống nó nhỏ, cái thứ hai là cái đầu ở trên nó tốt này, và trái này cái gai nó này không đồng đều này quý vị. Nhìn cái trái nó tròn nhưng mà gai nó không còn đều, và nó sần sùi. Nhìn cái độ bám nó không có, nó sần sùi trái này này, với lại cái bà con thấy nó nứt ở trên này, nó có một cái kẽ hở ngay cái cuống này, mọi người thấy không? À, đây này rất là dễ bị sơ đen nha quý vị anh chị các bạn nha. Và cái hiện tượng sơ đen này quý vị anh chị các bạn cũng biết rồi đó, là nó thường xuất hiện vào mùa mưa là chúng ta chủ yếu nha, và mùa nắng ít khi. Nhưng vào mùa nắng, nỡ như quý vị anh chị và các bạn mà tưới nước, phun nước tưới vào cái trái đang thụ phấn, là một trong những cái nguyên nhân cũng gây ảnh hưởng cho cái vấn đề sơ đen. Bà con chúng ta chú ý đó, chú ý ở cái giai đoạn mà trái nó hình thành nha, trái non luôn nhú cửa gà. Bây giờ để xuống đây nó mỏi tay quá,
lấy từng cái trái ra để mình phân tích cho bà con này. Nó xâm nhập là nó xâm nhập ở đâu? Nó xâm nhập lúc cái nõn này, cái nõn nó đang thụ phấn đó bà con, lúc cái nõn đó, và nó con vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào trên cái nõn, cái bông trắng cái này, cái trắng này, và nó chung vào những kẽ hở vữa những cái gai. Đấy, nó chung vào kẽ hở của những cái gai mít này, xâm nhập nha quý vị anh chị các bạn. Và hạn chế tưới nước, chúng ta hạn chế tưới nước nha, tưới nước vào cái giai đoạn mà tưới nước vào bông nha quý vị, nhớ nha. Còn tưới nước dưới gốc thì vẫn tưới nha, hạn chế không được tưới nước vào bông để ảnh hưởng nó bị hư cái trái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phòng ngừa bằng cái sản phẩm nè, chống sơ đen. Cái sản phẩm chống sơ đen này là hàm lượng của nó là gồm có đồng 15 ppm nha quý vị, CU đây quý vị anh chị các bạn, đồng 15 ppm, và trong này nó có là 1% độ ẩm và phụ gia đặc biệt để tiêu diệt sơ đen và xua đuổi sâu rây. Có nhiều anh chị em dạy hỏi đồng vậy tôi xài cốc tâm lâm được hay không? Quý vị xài cốc tâm lâm có thể tiêu diệt được sơ đen, nhưng sẽ làm cho cái trái của quý vị anh chị các bạn bị cháy trái luôn, bị bạc trái luôn, và có nghĩa rằng là sau này lớn trái bị nám trái luôn. Nó rõ vậy cho quý vị anh chị các bạn dễ hiểu. Còn trái này khi mà bà con xịt vô á, bà con nhớ này, khi bà con xịt cái trái mít chúng ta nó xanh lét, bà con nhìn thấy là cái màu nó giống manh của vết không đó, bà con thấy nó có bay cái hương tỏi ra, nó có nó bay vài cái bụi ra trong này, cái hương tỏi nó bay mùi tỏi nồng nặc nha quý vị anh chị các bạn, nó hương tỏi nó nồng nặc. Vậy thì bây giờ chúng ta xử lý cái chống sơ đen này, thứ nhất chúng ta có hai cái lợi, đó là chúng ta đuổi được sâu rầy, chúng ta đuổi được côn trùng. Thì côn trùng nó bò chỗ này, nó bò chỗ kia, nó bám vào là lúc cái trái chúng ta đang sổ nhị thì rất là nguy hiểm, nó lây lan cái con vi khuẩn. Cái thứ hai là chính cái phần thành phần đồng của trong này nó chống được cái con virus sơ đen nha. Chúng ta 7 ngày chúng ta xịt một lần, một hũ này chúng ta pha cho 200 lít nước, chúng ta xịt một lần. Chúng ta có thể phun toàn cây cũng được, phun đặc biệt là ở trong cái trung tâm của cái trái cây và dưới cái giả lá để mà sau này nó khỏi núp nha. Đó, và cái này nó có một cái lợi nữa quý vị và các bạn, nó làm cho cái trái chúng ta nó xanh ngay từ đầu và nó sáng ngay từ đầu, nó sáng trái ngay từ đầu đó, để chúng quý bà con chúng ta hiểu được cái vấn đề là ở đây. Còn một số anh chị em sẽ thắc mắc là chống sơ đen này sức mạnh vượt trội này, còn cái đây là cái mã phân bón như quý vị chị các bạn, mã số phân bón này. Cái này là chỉ là mã số phân bón để đăng ký thôi. Tất cả chúng ta có hàm lượng đồng và rất là nhiều bà con, rất là nhiều quý vị anh chị các bạn đã xài sản phẩm này rất là tốt. Nếu anh chị các bạn muốn xài thêm hàm lượng kẽm thì chúng ta có thể, tất cả những gì là hữu cơ hết, chúng ta phải cộng chung hai cái sản phẩm này, chúng ta xịt, chúng ta phun vào bông, vào trái để cho nó đạt hiệu quả. Còn nếu như ta chúng ta tiết kiệm thì chúng ta xử lý một cái chống sơ đen cũng được. Còn không, chúng ta muốn tiêu nấm khuẩn, những cái dạng mà vi khuẩn làm thối trái, thối cuốn, thì chúng ta có thể cộng chung với siêu giáp hai này đập chung với nhau được nha quý vị như các bạn. Chúng ta phun để bảo vệ cái trái của chúng ta thật sự là lăn kịnh luôn, không có bị nấm khuẩn tấn công cũng như là không có bị hư trái, và chúng ta sẽ đạt được cái chất lượng cái sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng. Một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với quý bà con, và chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bye bye bà con nha.